đây là bộ anime chỉ dành cho người trên 16 cộng. Ai chưa đủ thì coi lấy nha. Khi các thánh kỵ sĩ bắt đầu tăng cường vũ khí và sức người để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mà họ gọi là thánh chiến, một cuộc đảo chính diễn ra và cô công chúa để đi tìm một nhóm hiệp sĩ được cho là phản quốc để nhờ họ đánh bại những kẻ đảo chính. Và cuộc hành trình này sẽ như thế nào chúng ta sẽ bắt đầu vào video ngay sau đây. Video sẽ không thay thế được những trải nghiệm khi xem phim, mọi người nên cân nhắc. Còn ai đã coi rồi và muốn nhớ lại cái ý chính của phim thì chúng ta bắt đầu video nhé. Tập 1. Ở Vương quốc Player, một quốc gia với binh lực hùng mạnh bao gồm các thánh kỵ sĩ đã gặp phải một thảm kịch. Các kỵ sĩ là bộ mặt công lý của vương quốc đã bị thanh phai, xác chồng chất, thay chồng thay dưới tay của nhóm bao gồm 7 người. Những người đó là một nhóm chiến binh có sức mạnh vô song đã phản bội lại quốc gia của mình và thành kẻ thù của mọi thánh kỵ sĩ được người đời gọi bằng cái tên thất hình đại tội. Ở một quán rượu nhỏ tên là Sporha, nằm trên một ngọn đồi được vô số khách khứa ưa chuộng vì món bia cực ngon của mình. Chủ quán ở đây là một đứa trẻ, hay nói đúng hơn là một người trưởng thành trong thân hình một đứa trẻ. Cậu ấy là một người hoạt bát, bình tĩnh trong mọi tình huống. Trái ngược với món bia ngon xuất sắc thì đồ ăn ở quán rượu này lại dở tệ khiến khách ăn vào phải phọt ra cả sàn. Nhưng mà không sao, quán này đặc biệt có một chú heo có thể nói được tiếng của con người. Ở Việt Nam có đặc sản là chó ăn chè thì tại Broha có heo ăn chè. Chú heo này tên là Ho, là đội trưởng dọn đồ thừa đổ ra sàn. Với kỹ năng liếm sàn điêu luyện thì việc có người nào đó say xỉn huệ ra cái đất cũng chỉ là chuyện nhỏ với họ. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi thất hình đại tội đã phản bội vương quốc, nhóm kỵ sĩ này đã tan rã và biệt tâm biệt tích, thậm chí có tin đồn là họ đã bị giết. Quán rượu bắt đầu có biến khi mà có một tên hiệp sĩ mặc giáp đen bước vào quán dọa người dân sợ chết khiếp và bỏ chạy khỏi đó. Người ta cho rằng kẻ mặc giáp đen ấy là một trong thất hình đại tội đang bị truy nã gắt gao. Nhưng không, bên trong bộ giáp ấy là một cô gái có mái tóc trắng, khuôn mặt khả ái và đầy dễ thương đã bị kiệt sức đến mức ngất xỉu ngay tại quán rượu. Là một người tốt bụng, chủ quán đã cứu cô gái ấy, nhưng cậu ta cũng là một kẻ biến thái lợi dụng người ta đang kiệt sức. Tên chủ quán với khuôn mặt con nít đã dùng tay sờ sờ nắng nắng cục râu cau của người ta rồi giả vờ bảo là kiểm tra nhịp tim. Nhưng cô gái dễ thương này không quan tâm đến điều đó. Việc đầu tiên mà cô quan tâm tại sao một chủ quán rượu lại có một thanh kiếm trên người mình. Thật ra đó chỉ là một cái chuôi kiếm không có lưỡi mà cậu chủ quán chỉ đeo trên mình cho ngầu lòi mà thôi. Chưa yên ổn được bao lâu thì đám lính của triều đình đã được tin của dân làng đã tìm đến quán rượu để điều tra tung tích của gã mặc giáp đen được nghi là thất hình đại tội. Chủ quán biến thái đã dùng chú heo của mình đánh lạc hướng đám lính triều đình để cô gái dễ thương ấy có cơ hội tẩu thoát. Nhưng xui xẻo thay, một tên trong số chúng đã phát hiện ra cô. Chúng liền đuổi theo nhưng đội trưởng dọn đồ thừa không cho phép điều đó. Chú heo nhanh nhẹn ủi từng tên lính một khiến chúng văng xa cả chục mét. Cậu chủ với khuôn mặt trẻ thơ lại cứu cô ấy thêm một lần nữa, nhưng vẫn không từ bỏ được cái tật biến thái. Cái tay hư kiểu này chỉ có chặt đi mới nhẹ tội mà thôi. Cô gái dễ thương này tên là Elizabeth, là công chúa của vương quốc Leon. Các thánh kỵ sĩ đã âm mưu việc gì đó đã bắt giam toàn bộ hoàng gia ngoại trừ nhà vua để có thể gây ra nội chiến. Cho nên là cô phải lưu lạc để tìm thất hình đại tội giúp đỡ và lạc đến quán rượu này. Thất hình đại tội là 7 cá nhân đã phạm phải 7 đại tội. Mỗi người trong số bọn họ đã bị đóng một dấu ấn hình thú trên người, nhưng 10 năm trước họ bị các thánh kỵ sĩ hợp sức tổng tấn công và bị phân tán khắp tứ phương. Elizabeth tin rằng họ là người tốt và có thể giúp cô đem lại bình yên cho vương quốc. Nhưng một rắc rối nữa đến tìm bọn họ, đám lính đã báo tin cho chỉ huy của chúng. Tên chỉ huy đã ra đòn cắt một phần ngọn đồi khiến đất đá đổ xuống và chôn vùi cả hai người bọn họ và chú heo họ. Khi chứng kiến cả ba còn sống và phát hiện ra cô gái kia là một công chúa của hoàng gia, hắn ta âm mưu giết luôn cả cô và dùng lý do tai nạn để che lấp tội ác của mình. Tên chỉ huy này hiện thân của công lý thối nát là bộ mặt của các thánh kỵ sĩ hiện nay. Hắn ta giết người làm hại dân chúng mà không ngại bàn tay nhúng chàm. Để cứu ân nhân của mình, Elizabeth đã quyết định giao nộp bản thân. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu chủ quán biến thái vẫn cứu cô. Vì quý mến cô gái này, cậu đã cho cô biết tên thật của mình là Meloidas, đội trưởng của thất hình đại tội. Trên vai trái của chủ quán biến thái lộ ra một hình xăm một con rồng. Tên chỉ huy lợi dụng lúc Meloidas không chú ý đã tấn công, nhưng chính hắn mới là người nhận sát thương cho đòn đánh đó. Nhận ra trước mắt là một huyền thoại, hắn đã hoảng loạn nhưng không còn cơ hội để sám hối nữa rồi. Đội trưởng của thất hình đại tội tung ra một đòn uy lực đánh bay tên chỉ huy đấu mạc đó. Người đầu tiên đã xuất hiện, một trong 7 đại tội, cuồng long Meloidas đại tội phẫn nộ. Tập 2. Một tháng trước chính là thời điểm các thánh kỵ sĩ đã bắt đầu cuộc đảo chính. Nhà vua đã nhận ra việc này từ trước nên đã dùng thân mình để đánh lạc hướng cho cô con gái Elizabeth trốn thoát. Và sau một thời gian dài lưu lạc, cô đã tìm thấy hy vọng. Người mà cô tìm thấy chính là đội trưởng của thất hình đại tội cuồng long Meloidas. Chủ quán háo sắc đã cho phép cô tá túc và làm nhân viên của quán rượu. Nếu không nhờ chú heo Hawk ngăn chặn thì cái tên đội trưởng này sẽ tìm mọi cách để sàm sỡ cô công chúa dễ thương. Meloidas đã không ngần ngại khai ra tội lỗi của mình 10 năm về trước. Hắn ta chu du khắp các ngõ hẻm của vương quốc Leon đã cứ thấy quần lót ở đâu là trộm. Ngoài ra còn sờ ngực của hơn 1.000 cô gái. Cái thằng biến thái này nấu trong chảo dầu còn không rửa sạch tội lỗi nữa. Quán rượu của cậu là một quán rượu di động trên lưng một chú heo khổng lồ. Cứ vài ngày là di chuyển để tránh lính triều đình phát hiện. Meloidas bán bia từ khắp mọi nơi nhưng mà cậu ấy yêu thích nhất là một ngôi làng có tên là Vanja.
Bia được ủ từ nước tinh khiết và quả mọng mọc ven sông làm cho bia có vị ngọt tuyệt hảo. Nhưng khi đến làng này, đội trưởng biến thái bất ngờ khi nguồn nước ở đây đã bị cạn và cây cỏ cũng đã bị héo. Để tìm hiểu nguyên nhân, Melodas đã đi vào làng để tìm hiểu. Nhưng làng Vanja đang tụ tập để bàn tán về việc gì đó. Nhóm của đội trưởng biến thái thấy được những người khỏe mạnh của làng hợp sức để kéo thanh kiếm của một thánh kỵ sĩ đang bị ghim xuống đất. Vài ngày trước, một thánh kỵ sĩ đã đến làng và gieo cơn thịnh nộ của mình lên vùng đất này. Thanh kiếm với pháp lực mạnh mẽ đã làm cho nguồn nước trong làng bị cạn kiệt, cây cỏ bị khô héo. Nếu không kéo được thanh kiếm khỏi mặt đất, tất cả dân làng sẽ phải đối mặt với nạn đói. Một cậu nhóc tên là Mick đã xuất hiện nói rằng mình là bạn của thất hình đại tội và họ sẽ đến để cứu dân làng. Nhưng dân làng đã quá mệt mỏi với cái lời nói dối ấy, người lớn thì chửi bới, đồng trang lứa thì ném đá tấn công Mick. Melodas đã cứu cậu nhóc và đưa về quán rượu của mình và cho ăn uống, mặc dù đồ ăn của đội trưởng biến thái phải nói là ma chê quỷ hợp. Ngoài ra, đội trưởng cũng muốn tìm thông tin từ Mick. Nhưng thằng nhóc rất lì lợm, không chịu nói gì cả cho đến khi Elizabeth an ủi thì cậu mới chịu cả. Mick là con của một gia đình lữ khách. Vài năm trước, cha mẹ cậu đã mất ở ngôi làng này. Dân làng đã nhận nuôi cậu bé tội nghiệp. Dù hạnh phúc nhưng trong lòng Mick vẫn cảm thấy cô đơn khi không có cha mẹ. Mick đã bỏ sâu bọ vào đồ uống của tên thánh kỵ sĩ khiến hắn tức giận và gieo cơn thịnh nộ lên ngôi làng. Nhưng cậu nhóc làm vậy cũng chỉ vì hắn đã đối xử tệ với mọi người trong làng. Mick cho rằng thất hình đại tội là người tốt, cậu bé đã nhận vơ rằng mình chính là bạn của bọn họ, mục đích là để chọc giận đám lính triều đình. Hai tên lính triều đình đã xuất hiện ở ngôi làng và thông báo sẽ thu thuế gấp 10 lần nếu dân làng không rút được thanh kiếm trước khi mặt trời lặn. Mick không muốn dân làng phải chịu thuế nên là đã tiến đến để rút thanh kiếm. Đám lính vốn rất ghét cậu nhóc nên đã tăng thuế lên 20 lần. Dân làng lúc này cũng đã nhận ra tình thương của cậu bé dành cho người trong làng nên họ đã lao vào giúp một tay. Những tên lính triều đình đốn mẹt chỉ biết ngồi ở ngoài và cười lên nỗi đau của người khác. Chứng kiến cảnh bất bình, Melodas đã giúp dân làng. Chỉ bằng một tay, đội trưởng biến thái đã dễ dàng kéo thanh kiếm lên trước vẻ mặt bất ngờ của bao nhiêu người tại đó. Nguồn nước tinh khiết đã trở lại. Tối hôm đó, dân làng đã tụ tập về quán rượu Boha để ăn mừng, cũng là lúc cô công chúa thử việc bồi bàn của mình. Nhưng với cái tính hậu đậu của mình thì cô chỉ toàn phá chứ chẳng phục vụ được bao nhiêu. Tên thánh kỵ sĩ đã nhận được tin. Hắn ta là một mỹ nam có tên là Gilturner, vai ác mà đẹp trai là mấy bạn nữ ủng hộ dữ lắm nè. Để tìm hiểu kẻ nào đã rút được thanh kiếm của mình, Gilthunder đã ném một cây giáo sát về phía làng để hủy diệt tất cả dù khoảng cách ném đến tận 11 km. Melodas cũng đã nhận ra điều này. Cậu đón được đòn hủy diệt cực mạnh đó và trả ngay lại lập tức thanh giáo. Nếu tên thánh kỵ sĩ không tránh thì hẳn là đòn nhất tuyển xuyên tâm. Chứng kiến sức mạnh này, Gilthunder nhận ra chỉ có duy nhất một người có thể làm được việc đó, không ai khác chính là Cuồng Long Phẫn Nộ. Tránh việc binh lính truy đuổi, đội trưởng biến thái cũng quyết định di chuyển quán rượu đến một nơi gọi là Bạch Mộng Lâm, nơi các thánh kỵ sĩ cũng không dám bước chân vào. Tập 3. Thánh đại kỵ sĩ Yarosat, người chỉ huy các thánh kỵ sĩ và cũng là cha của Gilthunder khi xưa đã bị giết một cách tàn nhẫn. Gil cho rằng thất hình đại tội là người đã gây nên việc ấy, và khi trở thành một thánh kỵ sĩ anh ta luôn tìm kiếm Merodas để trả mối thù giết cha của mình. Nhóm của đội trưởng biến thái cũng đã tiến sâu vào Bạch Mộng Lâm, nơi sương mù dày đặc không có dấu hiệu của sự sống. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cái thằng biến thái kia lợi dụng sương mù để xâm phạm Elizabeth, thất hình đại tội huyền thoại đây đó hả trời, quá chế đậu luôn. Cô công chúa dễ thương cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì trước mặt họ đã xảy ra một vấn đề. Số lượng hoạt bị nhân lên thành nhiều bản sao, cả Elizabeth cũng xảy ra việc tương tự. Thật giả giả nhìn ai cũng giống ai, thế nên là đội trưởng biến thái đã tìm ra cách giải quyết. Cậu ta kêu tất cả nhảy lên, nhưng chỉ duy nhất một bản thể của Elizabeth ngồi rạp xuống, ấy chính là bản thể thật của cô ấy. Lũ yêu tinh của khu rừng chết chóc này gây ra việc đó để tất cả mọi người tránh xa khu rừng. Điều kỳ lạ khiến cho cô công chúa dễ thương cảm thấy như mất thứ gì đó và cách hành xử kỳ cục của cô khi ngồi rạp xuống đất chính là do thằng này đã gây ra. Cái thằng biến thái đã lợi dụng sờ mó cô sẵn tiện cướp luôn cái quần trong của người ta. Vô phương cứu chữa, mô Phật, hèn chi mà không có dám nhảy lên. Cả nhóm tiến sâu vào Bạch Mộng Lâm thì phát hiện một cô gái khổng lồ đang nằm ngủ dưới đất. Cô gái khổng lồ tức giận tóm lấy Melodas vì đã phá giấc ngủ của cô ấy. Nhưng sau một hồi ngắm nghía thì cô gái khổng lồ tỏ ra vui mừng và gọi chủ quán biến thái là đội trưởng. Cô ấy chính là thành viên của thất hình đại tội đố kỵ Mạo Xà Diana. Cô gái này là một cô gái cực kỳ tăng động, vừa gặp mặt đã đòi đem con heo của người ta lên giàn nước. Ngoài ra cô còn ghen với Elizabeth khi mà Melodas đi cùng với một cô gái khác. Diana đã đấm cho tên biến thái kia không thấy đường về. Một thành viên nữa của thất hình đại tội tham gia vào nhóm giải cứu vương quốc. Đoàn tụ chưa được bao lâu thì kẻ địch lại đến. Gilthunder xuất hiện và chói tất cả lại bằng pháp lực của mình. Bất ngờ thay, thánh kỵ sĩ này từng là học trò của Melodas khi còn nhỏ. Nhưng Gil rất ghét thất hình đại tội vì mối thù giết cha mình. 10 năm trước khi nhóm thất hình đại tội đã chứng kiến đại thánh kỵ sĩ cha của Gil bị giết một cách tàn nhẫn. Đây là một cái bẫy của một kẻ nào đó dựng nên và cũng là bắt đầu cho những huyền thoại. 7 người đã phanh thây vô số thánh kỵ sĩ. Gil đã thả công chúa đi vì cô ấy không liên can đến mối hận thù của anh ta. Trận chiến giữa Melodas và một thánh kỵ sĩ đã nổ ra. Gilthunder hoàn toàn trên cơ của đội trưởng biến thái. Cả hai trao đổi chiêu thức qua lại cho đến khi mỹ nam tóc hường chém một nhát chí mạng ngay lưng của Melodas khiến cậu ta gục ngã. Tập 4.
Meliodas vẫn đứng dậy được sau đòn tấn công ấy. Thật ra đội trưởng biến thái đã cố tình trúng đòn để biết được thông tin của những thất hình đại tội còn lại hiện đang ở đâu. Sau khi biết được thông tin thì đòn đánh của Gilthunder không là gì so với cuồng long Meliodas. Cậu ta dùng tốc độ của mình tránh hết tất cả và nhử Gil đến chỗ của Diana. Cô gái khổng lồ tóm lấy Mỹ Nam, tóc hường ném anh ta văng xa cũng phải mấy chục dặm. Dù bị ném xa nhưng mà Gilthunder vẫn đáp đất một cách cực khuôn ngọc. Cũng phải thôi, vì thế giới anime là nơi mà các định vật vật lý vô hiệu hóa mà trời. Sau khi biết được thông tin, nhóm của Meliodas muốn tiến đến Ngục Space để cứu một thành viên khác của thất hình đại tội. Meliodas vẫn tỏ ra mình ổn khi bị trúng một đòn chí mạng, nhưng đó chỉ là giả vờ. Cảm thấy lo lắng, Elizabeth muốn xem tình hình vết thương của đội trưởng biến thái, nhưng khi vào phòng thì thấy cậu ta đã bất tỉnh. Tại Ngục Space, nơi giam giữ một thất hình đại tội có vô số thánh kỵ sĩ đang chờ sẵn, nhóm của bọn chúng đã biết được tin tức rằng sẽ có người đến cướp ngục. Nhóm của Elizabeth đã đưa Meliodas vào thị trấn gần đó để chữa vết thương cho cậu ấy. Người dân tại nơi này khi thấy một cô gái khổng lồ như Diana đã hoảng sợ bỏ chạy. Trên mặt cô lộ ra vẻ buồn bã khi mọi người coi mình như là quái vật và xa lánh. Đội trưởng biến thái cũng đã được một bác sĩ tại thị trấn giúp chữa lành vết thương, nhưng vẫn cần một thời gian để cậu ấy có thể tỉnh lại. Trong lúc đội trưởng bất tỉnh, Diana muốn một mình xông vào Ngục Space để cứu người đồng đội còn lại. Cô rất yêu quý Meliodas vì cậu ấy đã không coi cô là quái vật. Nhưng vì là tộc khổng lồ nên Diana không thể nào có thể chăm sóc đội trưởng như cách Elizabeth chăm sóc. Việc mà cô ấy có thể làm chính là chiến đấu vì người mà mình yêu quý. Nhưng chưa kịp cướp ngục thì họ đã bị đối thủ tấn công trước. Một đoàn bọ đã đến thị trấn và chút xuống một cơn mưa axit có thể làm tan chảy mọi thứ. Một thánh kỵ sĩ tại Ngục Space đã gây ra việc này. Diana vốn rất ghét côn trùng, nhưng vì để bảo vệ đội trưởng, cô đã thể hiện sức mạnh của mình. Vô số chiếc cột bằng đá nhô lên từ mặt đất tiêu diệt tất cả đám côn trùng đó. Không chờ đợi, cô đàn khổng lồ đáng yêu liền tiến đến Ngục Space để trả đũa việc mà thánh kỵ sĩ kia vừa làm. Một kẻ địch khác lại xuất hiện ở nơi mà Meliodas đang dưỡng thương. Tên thánh kỵ sĩ đã thông đồng với tay bác sĩ từ trước đã cho đội trưởng biến thái uống một loại thuốc độc. Hắn xuất hiện bất thình lình và giới thiệu tên của mình là Gozio, một thành viên đảm nhận nhiệm vụ canh giữ Ngục Space. Tập 5. Cảm nhận được pháp lực của đồng đội của mình, Plam Hồ Ban, đại tội tham lam cũng đã tự mình thoát ra khỏi nhà tù. 12 năm trước, vì muốn chọc giận đội trưởng của mình, Ban đã tới và muốn chạm vào thanh kiếm của Meliodas, nhưng đội trưởng thất hình đại tội xem kiếm như là một vật bất ly thân của mình, ngay cả đồng đội cũng không được phép chạm vào. Ban cũng đã phải trả giá cho hành động của mình. Ẩn sâu bên trong vẻ mặt ngây thơ của Meliodas là một sự phẫn nộ đến rợn người. Goji, tên thánh kỵ sĩ đã thông đồng với tên bác sĩ muốn cướp lấy chuôi kiếm của Meliodas, bỗng nhiên cậu ta tỉnh dậy và chộp lấy kiếm của mình và toát lên vẻ phẫn nộ. Mắt của đội trưởng biến thái đen sẫm lại, trên trán xuất hiện một khắc ấn. Chứng kiến sự phẫn nộ này, tên thánh kỵ sĩ sợ xón ra quần, nhanh chóng thoát quân ra khỏi đường cửa sổ. Vết thương của Meliodas cũng đã lành lặn một cách bất thường, nhưng đây chính là tin tốt. Đội trưởng biến thái cùng với Elizabeth nhanh chóng bám theo tên Goji. Tên thánh kỵ sĩ này là một tên lừa đảo, miệng nói một đằng mà làm một nẻo. Hắn luôn tìm sơ hở để có thể tấn công mục tiêu của mình, mặc dù cho cách thức đó đốn mạc như thế nào. Ông bác sĩ đột nhiên xuất hiện và yêu cầu Goji trả con gái lại cho ông ấy. Trong một lúc không tập trung, hắn ta lại biến mất và đồng ông bác sĩ ấy khiến ông gục ngã. Vì kỹ năng thoát ẩn thoát hiện của tên thánh kỵ sĩ khá khó chịu nên là Meliodas cùng Elizabeth đành tạm trốn vào một căn nhà cũ kỹ. Đội trưởng biến thái đã hiểu khả năng của hắn ta nên đã tạo ra một cái bẫy. Quả nhiên tiên đoán như thần, Gozi đã sập bẫy. Chớp lấy thời cơ, Meliodas đánh cho hắn một trận sống dở chết dở. Nhưng mục tiêu chính là giải thoát cho Ban, người đồng đội thứ ba trong nhóm thất hình đại tội, nên đội trưởng biến thái đã để cho tên thánh kỵ sĩ ấy chạy thoát. Ông bác sĩ Tana vì muốn cứu con gái nên mới phải làm theo ý của đám đấu mạc tại nhà tù Space hạ độc Meliodas. Ông đã gửi nguyện vọng của mình cho đội trưởng biến thái, cầu xin cậu hãy cứu con gái của mình. Trên đường đi đến nơi giam giữ Ban, họ đã hội quân với Tana trên đường. Một tiếng chuông vang lên làm cô gái khổng lồ bị ảo giác nhầm lẫn Meliodas chính là tên thánh kỵ sĩ và tấn công đội trưởng của mình. Tình hình nguy cấp, họ chỉ còn cách bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, họ cũng đã cứu hai cha con nông dân tránh bị Diana đè bẹp. Tiếng chuông khác lại vang lên, đội trưởng biến thái cũng bị ảo giác tương tự. Thế là cả hai đại tội lao vào tấn công lẫn nhau mà không hề hay biết gì. Tại Ngục Space, một cô gái trong nhóm thánh kỵ sĩ đã bị Lam Hồ Ban đại tội tham lam cướp hết quần áo, chỉ chừa lại cho đúng một bộ đồ lót. Trên đường tẩu thoát, anh ta cũng gặp một thánh kỵ sĩ khác. Một trận đấu lại sắp nổ ra, ai là người thắng mời theo dõi tập tiếp theo nào. Tập 6. Meliodas và Diana đánh nhau rất hăng say mà không hề nhận ra họ đang đánh chính đồng đội của mình. Trong một khoảnh khắc, Elizabeth đã đánh thức cả hai người họ trở về với thực tại, nhưng chẳng được bao lâu tiếng chuông lại vang lên lần hai nữa và hai thành viên thất hình đại tội lại chìm vào ảo giác, tiếp tục chuyển nhau đến khi đất đá văng tứ tung. Trong lúc hoảng loạn thì lại một tên thuộc thánh kỵ sĩ nữa xuất hiện khiến mọi việc càng thêm rối lên. Cậu bé con của người nông dân bị tên thánh kỵ sĩ điều khiển một đàn côn trùng khổng lồ bao quanh để thách thức cô công chúa Elizabeth rằng liệu cô có dám đánh đổi tính mạng vì một thằng nhóc hay không. Là một người dễ thương và tốt bụng, cô công chúa không hề ngần ngại băng qua đám côn trùng dày đặc. Mặc cho da thịt bị cắt đứt, cô vẫn ôm đứa trẻ kia vào lòng và bảo vệ cậu nhóc ấy. Nhưng đó cũng chỉ là một vở kịch mà bọn thánh kỵ sĩ đang diễn. Đứa bé ấy thật ra chính là tên thánh kỵ sĩ đã khiến Meliodas và Diana gặp ảo giác. Hắn không ngần ngại đã thương một cô công chúa, ngoài ra còn ngược đãi luôn cả động vật có tính tình dễ thương.
Vì tình cảm Elizabeth dành cho thành viên của thất hình đại tổ rất lớn, cô sẵn sàng hy sinh thân mình để cướp lấy chiếc chuông gây ảo giác trên cây quyền trượng của tên thánh kỵ sĩ đúng không? Nhờ có cô công chúa xã thân giúp đỡ nên là Meliodas đã hoàn toàn thoát khỏi cơn ảo giác. Đội trưởng của nhóm thánh kỵ sĩ huyền thoại đánh cho tên tạo ảo giác tới công chuyện luôn. Bộ giáp và cơ thể mà hắn tự hào đều bị chủ quán biến thái đấm vỡ chỉ trong một đấm, thành công kết liễu được hắn ta. Trong ngục Space, Lam Hồ Bàng với cơ thể bất tử của mình đã dạy cho thánh kỵ sĩ cai ngục biết thế nào là lễ hội. Quý cô khổng lồ Rihanna cũng đã dứt điểm luôn cả con nhỏ có khả năng điều khiển côn trùng bằng một cái dặm đè bẹp cô ta. Sau khi tra hỏi tên lính giả mạo làm người nông dân, nhóm bọn họ cũng đã biết vị trí nơi bang bị giam giữ và nhanh chóng đến đó. Tên thánh kỵ sĩ Rory đã chạy thoát lần trước để dàn quân mai phục ngoài nhà ngục và dùng một hạt bùa chú tạo ra một bức tường ma thuật có thể giam giữ những kẻ bên trong mãi mãi. Nhóm giải cứu đã tiến sâu vào nhà ngục và cứu được cô con gái của ông bác sĩ ở thị trấn, cùng lúc đó hội ngộ với thành viên thứ ba của thất hình đại tội. Bang và Meliodas lườm nhau tạo ra một bầu không khí nặng nề khiến ai chứng kiến cũng phải bất an. Tưởng thế nào hai thằng cha lao vào nhau ăn mừng như hai đứa con nít trông rất thân thiện. Nhưng mà màn đoàn tụ gia đình có vẻ hơi quá. Meliodas và Bang vừa gặp đã ganh đua với nhau thể hiện sức mạnh kinh khủng của mình. Cả hai chỉ cần thi nhau vật tay đã khiến cho cả nhà ngục Space lẫn lá chắn ma thuật kiên cố thành một đống đổ nát trước sự ngỡ ngàng của đám thánh kỵ sĩ bên ngoài. Ông bác sĩ ở thị trấn bị tên Gozi đâm cũng đã lành lặn vết thương một cách kỳ diệu khi ở ngưỡng cửa thập tử nhất sinh. Để tỏ lòng biết ơn các thành viên của nhóm Meliodas, ông bác sĩ cùng cô con gái đã nấu rất nhiều món ăn bồi dưỡng cho họ. Dù chỉ mới tập hợp được có 3 người nhưng mà cũng khiến bầu không khí vui hơn hẳn. Trên bầu trời đêm, các sao băng cũng đã bay ngập trời, khi những sao băng bay ngang trời thành hình thánh giá là một thử thách được định sẵn từ thời cổ đại báo hiệu một cuộc thánh chiến sắp bắt đầu. Tập 7. Khi cõi người và cõi súc sinh chưa bị tách ra, rất lâu về trước, các thánh kỵ sĩ cùng 3 tộc khác đã đẩy lùi quỷ dữ vào bóng tối được gọi là thánh chiến. Thời gian trôi qua, nó đã dần bị quên lãng, nhưng giờ đây thánh chiến lại sắp được khơi mào, việc đó đòi hỏi phải tiêu diệt thất hình đại tội. Nhóm của Meliodas đang kiếm một nơi được gọi là Necropolis. Họ tin rằng thành viên thứ tư của họ là Kin cũng đang ở đó. Có tin đồn cho rằng Kin đã chết, nhưng đó là manh mối duy nhất mà họ có thể tìm hiểu. Bang sau khi thoát khỏi ngục Space thì trong đầu anh luôn xuất hiện một giấc mơ, hay có thể là một đoạn ký ức về cuộc sống trước kia của mình. Từ lúc còn là một tên trộm, Bang đã tìm đến khu rừng của Yêu Tinh Vương, tìm kiếm suối nguồn sinh mệnh, thứ nước mà con người uống vào sẽ có khả năng bất tử. Nhưng tại đó có một thánh nữ yêu tinh luôn canh giữ nguồn nước này. Hết lần này đến lần khác, Bang trèo lên ngọn cây đều bị thánh nữ cai quản đánh rớt xuống. Nhưng vì một lý do nào đó mà khu rừng luôn bảo vệ gã khỏi cái chết khi mà rơi từ độ cao từ ngọn cây xuống đất. Và sau bao lần bày kèo kiếm cách nghĩ kế thì gã tham lam đã qua được mặt thánh nữ và đã tới gần được xuống nguồn sinh mệnh. Nhưng mà Phelan, thánh nữ yêu tinh cai quản đã ngăn lại và không cho phép Bang uống thứ nước đó vì đó chính là nguồn sống của khu rừng. Trong một lần đọc suy nghĩ của gã tham lam, thánh nữ xinh xắn nhận ra gã chỉ muốn nếm thử loại rượu được tạo ra từ khu rừng này chứ không hề có ham muốn bất tử. Sau khi thấy lòng tốt sâu thẳm bên trong Bang, Alan đã đem lòng yêu gã trộm cướp này. Sau một giấc ngủ dài, nhóm của Meliodas đã tới được một thị trấn đổ nát được cho là gần với nơi gọi là Necropolis. Khi Bang đi tìm thông tin thì gặp một cô bé bị kiệt sức đến ngất xỉu. Khi có ý định giúp thì anh trai của cô bé xuất hiện vì hiểu rằng lần cái tên có dáng vẻ trông giống người xấu định hại em gái của mình nên là cậu nhóc đã dùng ba chỉ đâm Bang một nhát. Nhờ có cô bé giải thích nên là cậu nhóc mới nhận ra mình sai, đã tạ lỗi với Bang. Cũng hên là bất tử, à không là chết lãng nhách rồi. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, một cậu nhóc cùng với một cây giáo xuất hiện và đâm xuyên ngực cô gã đểu cán. Cậu nhóc này có sức mạnh vô cùng lớn với khả năng sử dụng thành thạo ngọn giáo của mình. Cậu ta rất giận dữ và cho rằng Bang là người đã giết thánh nữ Ellen để cướp xuống nguồn sinh mệnh. Tội đồ tham lam rất bất ngờ vì có người biết được chuyện khi xưa của mình. Căng thẳng lại càng ngày được đẩy lên cao khi mà cả hai đã thực sự bắt đầu giao chiến, khiến cho Meliodas xuất hiện và ngăn cản Bang lại. Rihanna cũng xuất hiện và nhận ra cậu nhóc đó chính là Kin, thành viên thứ tư của thất hình đại tội. Nhưng cậu ta lại âm thầm bỏ đi sau khi các đồng đội nhận ra mình. Không còn cách nào khác, Bang đã dùng tài nấu ăn của mình để tìm kiếm thông tin từ hai đứa nhóc của thị trấn đổ nát này và biết được rằng Kin cũng đang tìm đến nơi được gọi là Necropolis. Nhưng để đến được đó thì không dễ dàng. Để đến được nơi đó thì cần phải có ký ức mãnh liệt với người đã chết, khi ấy cánh cửa thủ phủ sẽ xuất hiện. Nhờ có ký ức với Ellen, thánh nữ canh giữ xuống nguồn sinh mệnh, Bang đã vô tình mở cánh cửa đến Necropolis. Kin thấy vậy liền bám theo bọn họ và được đưa đến một nơi có vô số thanh ngọc lục bảo. Tại đây, gã tham lam si tình đã tìm thấy thứ mà mình cần tìm. Không nghĩ ngợi nhiều, Bang liền đuổi theo hình bóng người mà mình yêu. Tập 8. Khi nhóm thất hình đại tội tiến vào thủ phủ Necropolis bằng ký ức của Bang thì phía sau họ một thánh kỵ sĩ cũng đã tìm đến. Sau khi tra hỏi hai đứa bé ở thị trấn đổ nát, cô ta tự dùng tay bóp trái tim mình để có thể tiến vào thủ phủ truy lùng nhóm của Meliodas. 10 năm trước khi nhóm bị tan rã, Kin đã trở về quê hương của mình là khu rừng của Yêu Tinh Vương. Khi về đến cảnh tượng quê hương nhà đã bị thiêu rụi, suối nguồn đã bị đánh cắp đã đập vào mắt của cậu ta. Nhận ra khả năng bất tử của Bang là do suối nguồn trao cho, Kin đã nuôi lòng hận thù này trong lòng vì Ellen chính là em gái của cậu ấy. Để trả thù, một kẻ có khả năng bất tử, thành viên thứ tư của thất hình đại tội dùng hồn giáo của mình để khiến gã tham lam bị hóa đá.
Trong lúc hóa đá, những ký ức năm xưa của gã lại quay về. Helen và Ban sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, cả hai đã yêu nhau nhưng mà một thảm kịch đã xảy ra. Một con quỷ xuất hiện và thiêu rụi khu rừng để bảo vệ người mình yêu. Gã si tình tham lam đã quyết định chiến đấu với con quỷ khổng lồ ấy. Dù bị kinh hóa đá nhưng mà trên môi Ban vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Nữ thánh kỵ sĩ đã tìm thấy nhóm của Melodas, pháp lực và khả năng chiến đấu của cô ta cực kỳ mạnh. Chỉ một mình nhưng mà đủ sức đánh bay đội trưởng thất hình đại tội và một cô gái khổng lồ. Rihanna dùng ma thuật của mình biến khoáng sản thành cát lún và chôn vùi cô ta nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Phản đòn toàn phần của Melodas cũng đã bị bắt bài. Chuyến này lên ít dữ nhiều khi mà phải đối mặt với một thánh kỵ sĩ khá mạnh. Phía gã tham lam si tình sau khi bị hóa đá thì thánh thể của Ellen đã xuất hiện và hóa giải cho Ban. Khi thấy người yêu của mình, Ban rất hạnh phúc. Ngược lại, anh trai của Ellen là Kinh lại không thể thấy thánh thể của cô em gái mình. Lý do là vì tại thủ phủ này, chỉ duy nhất những người có cảm xúc và kết nối mãnh liệt với nhau mới có thể thấy nhau. Chính vì vậy mà gã si tình mới có thể thấy được Ellen rõ như vậy. Ở quá khứ, cả hai đã bị con quỷ tung ra đòn chí mạng. Trong lúc hấp hối, Ban đã muốn Ellen uống suối nguồn sinh mệnh để sống nhưng vì cô quá yêu gã nên là cô đã trao cho Ban thứ nước ấy qua một nụ hôn. Sau khi tiêu diệt con quỷ trải qua nhiều năm, gã si tình ấy vẫn yêu Ellen rất nhiều. Gã chu du và gia nhập thất hình đại tội mong muốn rằng một ngày nào đó sẽ tìm cách hồi sinh cho người mình yêu. Sau khi biết được đồng đội đang chiến đấu với một thánh kỵ sĩ, Ban đã ngay lập tức đến để góp sức nhưng dù là có ba thành viên của thất hình đại tội vẫn không thể đấu ngang kèo với cô ta. Sau khi nghe em gái mình giải thích và chứng kiến sự dũng cảm của Elizabeth với chú Hellhawk, Kinh thành viên thứ tư của thất hình đại tội cũng đã tham chiến. Tập 9. Lãnh hùng King, đại tội lừa biến, người sở hữu vũ khí hồn gió Shatterfall, được làm từ thánh thụ loài cây chỉ có ở vương quốc Newton. Một vũ khí bền hơn sắt thép và có vô số thuộc tính bí ẩn. Sức mạnh của King khá bá đạo khi có thể đấu hơn kèo với nữ thánh kỵ sĩ đã hành ba đại tội kia lên bờ xuống ruộng. Hồn giáo của đại tội thứ tư có nhiều biến thể, cậu ấy có thể tạo ra vô số lưỡi dao và đè bẹp đòn tấn công của đối thủ. Ngoài cái tên King thì cậu ta còn được gọi bằng một cái tên khác là Halloween, yêu tinh vương. Nữ thánh kỵ sĩ vẫn chưa chịu thua và vẫn còn vùng vẫy nhưng mà Merodas cũng xuất hiện kịp thời và chấm dứt luôn cô ta. Vì là người sống nên bọn họ chỉ được phép ở thủ phủ của người chết trong một thời gian ngắn, sau đó sẽ bị đào thải và quay về với thế giới thật. Khi trở về, cả nhóm chứng kiến cảnh Gula, nữ thánh kỵ sĩ đang trong trạng thái chết lâm sàng nên là đội trưởng biến thái đã nghĩ ra cách giải quyết. Tranh thủ trong lúc cô ta đang còn bất tỉnh, Merodas đã chỗ tài smack up của mình lên mặt của cô ta. Kinh cho rằng cả ba người đồng đội của mình vẫn chưa đánh hết sức mình khi không sử dụng thần binh. Thần binh là binh khí của các đại tội giúp họ có thể sử dụng sức mạnh một cách triệt để. Cơ mà thằng đội trưởng thì đem đi bán kiếm tiền ở quán rượu. Cái thằng đẻo cán thì bị ăn cắp thần binh, còn quý cô khổng lồ thì mê chơi quá quăng luôn vũ khí của mình. Đội hình huyền thoại người ta đồn đại đấy đó trời. Tại vương quốc Rion, hai thánh kỵ sĩ là Rayford và Harrison, những kẻ đang âm mưu đảo chính đang muốn nhanh chóng mở ra cuộc thánh chiến. Và chìa khóa cho việc mở ra cuộc chiến ấy chính là tiêu diệt thất hình đại tội. Trong nội bộ, các thánh kỵ sĩ chia thành hai phe đối lập nhau, bao gồm các thánh kỵ sĩ chính quy dưới quyền của Rayford và các thánh kỵ sĩ thế hệ mới dưới quyền của Harrison, là hai thế lực đang ngầm đối nhau để giành quyền kiểm soát. Sau bên trong một tòa tháp ở vương quốc, Harrison cho triệu tập những thánh kỵ sĩ bại trận dưới tay của thất hình đại tội và cho họ uống một thứ gọi là máu quỷ có khả năng tăng sức mạnh gấp nhiều lần. Nhóm các đại tội đã chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới đã chia ra bắt đầu tìm kiếm những thần binh của mình. Melodas, Ban và Kinh quyết định đến một nơi hội chợ, nơi mà Tiana đã mê chơi và vứt đi vũ khí của mình. Ở nơi náo nhiệt nhất của thị trấn, một nhóm người đã tổ chức một cuộc thi tỷ thí tranh tài. Người chiến thắng sẽ là người có được thần binh Giardon, chiếc búa của Diana. Không chỉ có những người dân tham gia mà xung quanh là những thánh kỵ sĩ cũng tham gia vào cuộc tỷ thí này. Không còn cách nào khác để lấy lại thần binh cho đồng đội, cả ba đại tội đã báo danh tham gia vào cuộc thi này. Tập 10. Trong lúc các chàng trai đi tham gia tỷ thí thì Diana và Elizabeth cùng nhau đi tìm nguyên liệu để nấu nướng. Cả hai người bọn họ đã gặp phải một cây nấm biết đi. Cô gái khổng lồ đã cú đầu nó một cái khiến nó phun ra một thứ phấn màu hồng kỳ lạ. Chơi gì kỳ vậy mấy má, cú đầu con người ta. Đừng có ỷ mạnh rồi làm gì làm nha. Trận tỷ thí trong thị trấn cũng bắt đầu với luật thi đẩy đối thủ ra khỏi võ đài để chiến thắng. Người người nhà nhà lao vào đấm nhau túi bụi, mục tiêu là để đối thủ ra khỏi sàn đấu. Ngoài các đại tội thì mới xuất hiện một số kẻ đáng gờm, chẳng hạn như là một cô gái bí ẩn có thể chấp 7 đến 8 người một lúc. Sau một khoảng thời gian đấu vòng loại, họ đã tiến được vào vòng knockout và sẽ phải bốc thăm để thi đấu. Có đến hai thánh kỵ sĩ vào vòng trong, một cô gái bí ẩn, ba đại tội và một ông già say xỉn. Cặp thi đấu đầu tiên là trận đấu đối đầu giữa một thánh kỵ sĩ bảo vệ công chúa của Guillermo với cô gái bí ẩn Matrona. Sau khi cô ấy cởi áo choàng thì Merab rất bất ngờ khi đó là đồng phục của quán Borja. Trận đấu đã bắt đầu khi mà Guillermo tạo ra một kết giới khiến cho Matrona không thể tấn công được anh ta và dần đẩy cô về phía ngoài sàn đấu. Nhưng chỉ với một đấm, cô gái bí ẩn đã phá vỡ kết giới ấy và kết thúc bằng cú móc phải khiến cho tên thánh kỵ sĩ bảo vệ công chúa văng xa vài cây số là ít. Càng bất ngờ hơn nữa khi cô ấy chính là Diana trong dạng thu nhỏ như người bình thường. Lý do khiến cô gái khổng lồ bị thu nhỏ chính là tác dụng của thứ phấn mà cây nấm phun ra.
Diana thì thu nhỏ bằng kích cỡ của con người, còn Elizabeth thì lại thành một cô gái tí hon. Ngoài sàn đấu, thánh kỵ sĩ Hauser cũng đã hạ gục được anh đầu hói. Tiếp sau trận đấu ấy chính là King Tô Khất Nhi, bản chủ của cái bàn với môn võ túy quyền. Pháp luật của yêu tinh vương mạnh bấy nhiêu thì sức mạnh thể chất yếu bấy nhiêu. King bị ông già hù cho tái xanh mặt, mày định chơi bẩn nhưng mà rốt cuộc bị ông đập cho một trận ối giời. Trận đấu tiếp theo là trận đấu giữa hai đại tội Bang và Melodas. Hai cái thằng này mà gặp nhau thì chỉ có lòng trời lở đất mà thôi. Tập 11, trận đấu giữa hai đại tội cũng bắt đầu bằng cú đấm trời giáng của Melodas dành cho gã đeo cán. Nhưng thằng Bang cũng không phải dạng vừa cả ai, dường như ngang cơ và thể chất sức mạnh. Cả hai đánh đấm đến nứt cả quả đồi của người ta, nhưng lợi thế dần đang nghiêng về phía của Lam Hồ Bang khi mà anh ta sở hữu cho mình pháp lực tước đoạt. Thể chất của đội trưởng biến thái bị rút cạn dần dần và dần được chuyển sang cơ thể của gã đeo cán. Tranh thủ trước khi bị tước hết sức mạnh, Melodas tóm lấy Bang và tẩn như một miếng dẻ chua chơn. Nhưng mà rồi điều gì đến cũng sẽ đến, đội trưởng biến thái bị mất hết sức mạnh và ngã gục xuống, ngược lại thì gã đeo cán lại được tăng sức mạnh gấp bội. Nếu chỉ là đòn đánh vật lý, Melodas sẽ không thể sử dụng phản đòn toàn phần. Nhưng khi đòn quyết định được tung ra thì người còn ở lại trên sàn đấu lại là đội trưởng biến thái, còn Bang thì bị đấm văng dính vách núi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kiểu là tôi là đâu, đây là ai. Nhưng người ngoài cuộc như là Diana và King lại thấy tuyệt tình huống lúc ấy. Khi Bang gieo đòn quyết định xuống người của đội trưởng thì cậu ta lại bật mót hắc ám nhất, quyền đoạt mệnh khiến người thằng đẻo kia lủng như là than tổ ong. Tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Trena và một thánh kỵ sĩ. Nhóm đại tội lao vào đại hội này mà không hề biết rằng đó chính là cái bẫy của Harrison đã sắp đặt sẵn. Hắn muốn dùng thần binh Geotron để làm mồi nhử và quả nhiên hắn đã thành công. Ngoài các thánh kỵ sĩ và đại tội ra, còn có cô công chúa Veronica, chị gái của Elizabeth cũng đang tìm tung tích đứa em gái của mình. Ở sàn đấu, Hauser đã bắt đầu tấn công với những cú đấm toàn phong có thể tạo ra voi rồng của mình. Ba cái đòn cỏn con đó chẳng hề hứng gì với một đại tội cho lắm nên là cậu ta quyết định dùng toàn lực để đánh bại Diana. Hauser dùng pháp lực tạo ra một voi rồng khổng lồ hất tung cô gái lên trời. Bạn biết rằng một khi cơn lốc cuốn cô gái khổng lồ lên trời thì trận đấu cũng sẽ kết thúc. Bên trong cơn lốc, Diana cường hóa thân thể của mình và đè bẹp anh chàng thánh kỵ sĩ khiến cả một vùng đất bị nứt toát ra. Trận bán kết lại tiếp tục với Melodas và ông già say xỉn Cairn. Ông ta là một người quen của đội trưởng thất hình đại tội, mang trên người biểu tượng của vương quốc Danafor, một quốc gia từng bị Melodas hủy diệt chỉ trong một ngày. Ông già say xỉn này từng là một người đồng đội với đội trưởng biến thái, nhưng vì một biến cố nào đó ở quá khứ đã khiến ông ấy hận cậu ta rất nhiều. Nhưng khi nghe Melodas giải thích, ông già lại mềm lòng và làm hòa với cậu ấy. Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội trưởng của thất hình đại tội, kết luận thắng do may mắn. Trận chung kết giữa Diana và Melodas cũng đã sẵn sàng, dù rằng ai thắng cũng sẽ lấy lại được thần binh. Nhưng những binh lính mà Harrison cử đến cũng đã sắp đến nơi, một cuộc hỗn loạn sắp nổ ra. Tập 12, lại một lần nữa trận đấu giữa hai đại tội lại diễn ra, nhưng lần này đấu với Melodas là Diana. Nói đúng hơn không phải là một trận đấu mà là một trận đánh ghen thì đúng hơn. Cô gái khổng lồ đánh cho đội trưởng thúi tha tới bến. Nếu cứ chịu trận thì cậu ấy sẽ bị Diana đánh đến bất tỉnh, vì thế cuồng long phẫn nộ cũng đã phản đòn khiến sàn đấu nứt ra thành nhiều mảnh. Nhưng bỗng nhiên hai người họ dừng trận đấu và đều hướng về một phía. Melodas đã công khai danh tính, mục đích khiến cho người dân hoảng sợ di tản khỏi nơi để có thể tránh được việc trận đấu sắp tới sẽ diễn ra liên lụy đến tất cả người dân. Nhưng đám thánh kỵ sĩ thế hệ mới đột kích quá nhanh. Cô gái từng bị Bang làm nhục ở Ngọc Space sau khi được uống máu quỷ, sức mạnh của ta tăng lên đến mức kinh ngạc. Quy là cô gái bị Melodas Maxcope cũng đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cả Bang và đội trưởng biến thái đều bị hai thánh kỵ sĩ mới hạ gục. Không thể đứng nhìn đồng đội bị đánh, King đã yểm trợ cho bọn họ. Sức mạnh của yêu tinh vương hoàn toàn áp đảo được hai cô gái uống máu quỷ kia. Diana trong lúc cứu một ông lão cũng đã bị một tên trong số thánh kỵ sĩ đánh rơi xuống vực sâu. Trong lúc đó, Elizabeth cũng đã trở lại hình dáng ban đầu và gặp được chị gái của mình. Vì Veronica bị tên Harrison đánh lừa nên không như cô em gái coi thất hình đại tội chính là lũ tội phạm cần phải trừ khử. Tên thánh đại kỵ sĩ đã đưa cho Veronica một thứ được gọi là hổ phách thần, sau khi đọc tuần chú nó sẽ giam cầm đội trưởng của thất hình đại tội. May mắn thay, Bang cũng đã xuất hiện và yểm trợ cho Elizabeth đang bị một thánh kỵ sĩ giam cầm bằng kết giới. Về phía của King, tên trọng tài dẫn dắt đấu trường vốn dĩ là Hephram hóa thân thành đã xuất hiện để đánh bại yêu tinh vương. Thị trấn từ một lễ hội đã rơi vào hỗn loạn ở khắp mọi nơi. Elizabeth lợi dụng lúc chị gái mình không để ý ôm lấy chu kiếm và viên ma thạch giam giữ Melodas bỏ chạy. Trong lúc đuổi theo cô em gái mình, Veronica đã đạp phải một trái bom ẩn sâu trong lòng đất và bỏ mạng. Mọi thứ dần chìm vào tuyệt vọng thì viên ma thạch giam giữ Melodas bị vỡ. Cuồng Long đã thoát ra với trạng thái hắc ám gây rùng mình với thứ sức mạnh đầy bí ẩn đó. Thứ sức mạnh ấy là gì và Melodas có thể cứu được những người đồng đội của mình cùng với cô công chúa Elizabeth hay không? Mọi người hãy cùng theo dõi series này cùng ở video lần sau em. Còn giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại. Bye bye! Hey! Để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh chọn tất cả. Trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong. Vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.